Xin chào cả nhà đã quay trở lại với cả Nancy. Thì hôm nay như các bạn có thể thấy rằng là cái không khí se lạnh đã tràn ngập về thành phố rồi. Và mỗi buổi sáng ấy thì Nhân cũng đã cảm thấy được cái sự se lạnh cũng như là sương mù. Và đây cũng là một cái khoảng thời gian mà Nhân thích nhất ở trong năm. Và để hưởng ứng thì Nhân đang suy nghĩ là có nên làm một cái kiểu makeup gì lạ lạ hay không. Thì đây, đây chính là kiểu makeup mà Nhân sẽ làm ở trong video này. Và để xem là mình trang điểm như thế nào thì các bạn hãy theo dõi video này nha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng vào thôi. Và đây là gương mặt ngọc của Nhân. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào luôn cái makeup này nha. Rồi, và kiểu makeup ngày hôm nay thì Nhân sẽ lựa chọn một cái kiểu makeup mà nó sẽ tự nhiên nhất. Tại vì là vào mùa đông thì Nhân muốn cho mọi thứ nhìn nó sẽ tự nhiên một tí. Rồi là má này ửng hồng này, rồi là mắt thì sẽ hơi ấm áp. Môi thì Nhân sẽ sử dụng một tí màu nó hơi trầm một tí. Đó, và nó sẽ kết hợp vừa Tây và vừa Hàn một tí xíu. Và theo cả phong cách style của Nhân nữa. Thế nên là bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhá. Đầu tiên thì tại vì là Nhân đã sử dụng qua kem chống nắng rồi, nhưng mà Nhân vẫn sẽ bôi thêm một lớp kem lót trước. Cái này là Nhân sử dụng của L'Oreal Base Magic. Này bọn mình hay thường đọc là Magic que đấy. Một lớp này trước để mà bảo vệ cho da. Nhưng mà thường cái lớp này thì các bạn hãy đánh vừa phải nữa nhé, đừng đánh quá nhiều, tại vì nó sẽ bị làm dày cái lớp makeup của mình lên. Mình chấm một vài điểm trên mắt, sau đấy mình sẽ bôi ra. Tại vì Nhân rất là thích cái base này của L'Oreal, tại vì là nó làm cho mặt mình cực kỳ mịn luôn, khi mà bôi lên thì nó rất là mịn, sờ rất là thích. Rồi, tiếp theo thì mình thì sẽ bôi cái che khuyết điểm lên trước. Cái này mình sử dụng của Innisfree. Vâng, màu này là N22, nó cũng hơi sáng hơn da mặt mình một tí. Với cả là do là mình mới đi biển, thế nên là mặt cũng hơi bị đen ấy. Tiếp theo thì lại là mút. Nhân thì rất thích sử dụng những cái mút này. Nên chú ý khi sử dụng cái mút đó chính là các bạn hãy nhớ nhúng nước trước để mà cho nó ẩm một tí như này này. Thì nó sẽ kiểu lúc mà đánh mình đẩy cái nền ấy nó sẽ tiêu vào da hơn. Đấy, Nhân sẽ tản cái này ra nhá. Rồi, và các bạn hãy nhớ like, share cho Nhân để mà Nhân thêm nhiều động lực để làm nhiều những cái kiểu makeup khác nhau nhá. Giờ bây giờ Nhân tản tiếp. Tranh thủ một tí. Rồi, xong thì Nhân hôm nay thì Nhân cũng có mang một cái CC cream theo đó. Đó chính là cái anti redness của GA. Nhưng mà tại vì là hôm nay Nhân muốn sử dụng một cái mới. Nhân cũng muốn giới thiệu cho các bạn về cái này. Tại vì là vào mùa đông thì như Nhân nói nãy này, nó sẽ có nhiều những cái nốt ửng đỏ trên da mặt ấy. Thế nên là dùng cái này thì nó sẽ che đi những cái nốt ửng đỏ đấy. Thế nên là nó cũng rất là hay. Nhưng mà hôm nay thì Nhân sẽ muốn giới thiệu cho các bạn một cái mới. Nhân cũng mới với Nhân luôn. Nhân muốn sử dụng thử xem như thế nào và review cho các bạn luôn. Và đây là cái mà thương hiệu Sun Hatsu. Nhân không biết đọc đúng không. Cái màu này là màu nôn 23. Đầu tiên ý, về cái hương thơm thì Nhân rất là thích. Tại vì là nó là mùi hơi quýt, mùi quả quýt ý. Thì Nhân thì nó gợi nhớ cho Nhân về cái mùa Tết, giống như là một xe xe lạnh. Xong rồi là có kiểu trái cây, hoa quả, xong mùi quýt nó rực lên, nó thơm. Thích quá. Đó, bây giờ mình sẽ đánh thử. Cái này Nhân có đọc sơ qua thì nghe bản là nó rất là kiểu như là phù hợp với thời tiết hăng khô ấy. Và các bạn có thể thấy bây giờ là những cái vùng mà Nhân đã đánh rồi, như là má với cả trán ấy, nó cũng bắt đầu nó bóng lên rồi này. Đấy, thì thực sự cái này cũng rất là hợp với cái mùa đông của mình, chỉ là hơi kén các bạn da dầu thôi. Còn những bạn nào mà da khô hay da hỗn hợp ấy thì dùng rất là ok đấy.
và nó đến cái mà sự mùa đông sẽ lạnh một tí thì các bạn thường sẽ liên tưởng đến một chị mà mặt lạnh lùng, nấy lông mày sắc sảo đúng không? Nhưng mà hôm nay mình cũng tính là sẽ vẽ một cái kiểu lông mày ngang khác hẳn với những cái lông mày sắc sảo đấy. Nhưng mà do là Nhân muốn nó tự nhiên nhất có thể nên là hôm nay Nhân sẽ vẽ theo kiểu Nhân. Với cái lông mày thì các bạn cũng có thể vẽ cho nó ngang tùy theo ý các bạn, hoặc là vẽ cong lên cũng được, vẽ sắc sảo cũng được. Nhưng mà các bạn nếu mà muốn cho nó mùa đông một tí thì các bạn hãy vẽ nó tự nhiên nhất nhé, giống như là nó vừa vừa thôi, nhạt thôi, đừng có bị đậm quá. Chứ Nhân là Nhân hay bị đánh đậm lắm. Nên là hôm nay chúng ta hãy cùng nhau vẽ một cái lông mày thật là tự nhiên nhé. Thế là mình đã làm xong cặp chân mày của mình rồi. Nếu mà các bạn không để ý thì các bạn có thể thấy rằng là mình hôm nay mình vẽ bị lệch chân mày. Giờ nó bị lệch cả khúc thôi, nhưng mà thôi kệ không sao. Nghĩa là mình cần thấy mình thật tay mà nó tự nhiên là được rồi. Còn bây giờ thì tiếp tục. À quên, bây giờ các bạn hãy nhớ rằng trước khi đến công đoạn mà tô son ấy thì chúng ta phải dưỡng môi trước để cho nó mềm môi trước đã. Mềm môi như này xong rồi tiếp theo, để cho khuôn mặt trở nên tươi sáng, kiểu như là nó sức sống hơn ấy, thì bây giờ mình sẽ vẽ mắt nhá. Đây Nhân có hai bảng mắt. Bảng đầu tiên là bảng nó hơi nâu một tí xíu, nâu nhưng mà nó hơi cam cam đấy, đang rất là hot hiện nay. Nhân có một cái bảng nó chia tay hơn một tí, có màu xanh, có màu này Nhân cũng rất là thích này, nhưng mà Nhân nghĩ là Nhân sẽ không sử dụng trong cái make up này đấy, mà Nhân sẽ sử dụng cái bảng này. Bảng này hơi nâu này, bảng hơi nâu này cơ, thì nó sẽ dễ sử dụng hơn mà nó cũng nhìn nó ấm áp hơn một tí. Rồi đầu tiên Nhân sẽ sử dụng cái màu nhũ này làm cái base trước. Chân chân. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng màu nâu này để mà đánh ở ngay giữa màu mắt. Và thường thì mình sẽ đánh hai bên mắt luôn cùng cả thể, nhưng mà do là mình muốn các bạn xem cái cách vẽ mắt trước để cho nó nhanh, thế nên là mình sẽ làm một bên trước, sau đấy mình sẽ ôm la bên này cho nó nhanh về cái thời gian để các bạn không bị cảm thấy lâu quá ấy. Và các bạn mình cũng nên đánh ở ngay dưới bầu mắt dưới để cho nó nhìn to con mắt hơn nhé. Đấy, thế là xong mắt. Các bạn có thể nhìn thấy là ở đằng sau đuôi ấy nó sẽ sâu hơn một tí không? Tại vì là do nãy mình đánh màu nâu ấy, cho nên là nó sẽ làm cho mắt mình nó nhìn nó sẽ sâu hơn nữa. Để cho mắt mình nó long lanh hơn tí nữa thì Nhân sẽ bấm mí. Để mà cho mắt nó nhìn long lanh hơn. Ok, bây giờ Nhân sẽ sử dụng cái Accent Waterproof Mascara thì mình đánh lên. Hey. Đó. Nó sẽ chua, rực rỡ. Cho nó nhìn dày hơn. Chết rồi. Đánh bị lên rồi. Ngồi làm màu làm cái gì giờ, đánh bị lên rồi. Thường thì nó sẽ dùng tay như quyệt phát là nó sẽ hết cái vết đấy. Nên sẽ đánh lại cái màu mắt lên. Rồi, đấy, Nhân bảo Nhân khắc phục được cái đấy mà. Rồi, thế là xong. Thường thường, và Nhân đã làm xong đôi mắt của Nhân về đây. Tiếp theo thì Nhân sẽ làm má hồng. Thì đây, nãy Nhân có xem qua, có hai màu mà Nhân đang phân vân. Đó chính là màu hơi cam cam này,
màu hồng này đều là phấn hết. Thôi, mình quyết định là Nhân sẽ mix hai màu lại. Là Nhân sẽ lấy một khăn này, xong rồi làm màu hồng này. Đấy, xong đánh lên má. Vì hai màu này nó cũng sẽ làm nên một cái màu ửng hồng kiểu như là sương sương nhẹ nhẹ. Dạo này thì Nhân thích đánh kiểu nó chéo chéo lên trên ấy. Nhưng mà với cái kiểu makeup này Nhân nghĩ là Nhân sẽ đánh ngang ra. À, Camerus, hãy lùi lại đây để cho nhìn thấy rõ, cho các bạn nhìn thấy rõ cái má hồng của anh. Giờ Nhân sẽ chọn hai màu này lại nhá. Vì là do mắt thì nó cũng đã hơi đậm rồi, thế nên là má các bạn cũng đừng để đậm quá nhé, mà hơi ửng ửng tự nhiên thôi. Và cái mùa lạnh lạnh thì mũi mình cũng đã hơi hơi đỏ rồi. Bây giờ đánh thêm nữa thì nó rất là kỳ cục kiểu. Rồi, đủ ửng hồng chưa? Đây, chân chân sương sương bong bong. Đến cái phần mà cũng làm cho cái makeup này hoàn chỉnh, đó chính là sân môi. Đấy, một cây là màu đỏ mỡ, màu đất, để đánh lên nhìn cho nó trầm ý. Nhìn nó sẽ kiểu nhìn nó ấm ấm, nó phù hợp với cả cái mắt hơn là nó sẽ có màu nâu. Rồi, nhưng đánh thêm ở ngoài viền môi thì và bây giờ Nhân sẽ đán ra. Và các bạn biết tại sao mình sẽ màu đỏ không? Vì màu đỏ là một trong những màu được mệnh danh là nữ hoàng mùa son ở trong mùa đông. Đấy, tiếp theo thì Nhân sẽ đánh cái màu nâu này lên. Chân chân, Nhân đã hoàn thành xong cái makeup tháng 12 Noel này rồi. Nhân thấy là cái makeup này nó cũng khá là đơn giản, mà nó cũng rất là dễ để cho các bạn làm ở nhà, để thực hiện ở nhà này. Ngoài ra thì để hoàn thành nốt cái kiểu makeup này, Nhân sẽ đeo một cái bên tai. Đấy, tai Nhân đeo bên tai và nó rất là dễ. Đấy, nên là đeo phát vào xong. Wow. Đau, hơi đau. Ôi xinh. Rồi, ngoài ra thì các bạn có thể buộc nhiều kiểu tóc cũng được. Tại vì do là cái kiểu makeup này nó cũng rất là dễ để tóc. Nhưng mà riêng Nhân thì Nhân sẽ xõa ra một tí. Tại vì Noel thì Nhân thích là nó sẽ bồng bềnh. Đấy. Đấy. Nhưng mà vẫn Nhân sẽ vẫn vén cái tóc lên để mà thấy được cái khăn tay này. Thế là Nhân đã hoàn thành xong cái makeup tháng 12 này rồi. Nhân sẽ đeo lại cái này để mà chào kết cùng các bạn. Thì Nhân nghĩ rằng là cái kiểu makeup này thì cũng rất là dễ để mà được ứng dụng trong ngày thường như những cái kiểu makeup khác. Và các bạn thấy cái makeup tháng 12 này của Nhân như thế nào? Hoặc là các bạn thích Nhân makeup theo mùa thì hãy comment ở bên dưới cho Nhân nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp các bạn trong những số sau. Bye bye.